Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khen Phim. Để nhận được những cái video review của mình, biết phim nào hay, phim nào dở và phim nào nên ra rạp hay không, đã đỡ phí tiền thì các bạn hãy nhấn nút subscribe hoặc là đỏ phía bên dưới. Bạn nào nhấn subscribe thì có thể nhấn share clip này hoặc là comment gì đó cho mình biết. Cảm ơn nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay đến nội dung chính của video này, đó là cái review của bộ phim kinh dị mới ra rạp hôm nay, có tên là Lời Thì Thầm Của Quỷ. Mình đọc trên IMDb thì có, hiện tại tại thời điểm quay video này thì có 3 cái review và đa số đều là review tích cực. Họ nói là bộ phim này sẽ theo chân bạn đi ra đến khỏi rạp, mang cái nỗi ám ảnh đó đi ra đến khỏi rạp và bám theo bạn luôn, và nó sẽ làm cho bạn hoảng sợ tột độ. Nhưng mà thực sự khi xem thì mình không thấy cái điều đó. Đây là cái vé xem phim của mình, mình đồng xem hôm nay ở CGV Nguyễn Xí. Bộ phim Lời Thì Thầm Của Quỷ thì kể về cái cậu bé 16 tuổi tên là Alex. Và cậu bé này bị một cái nỗi ám ảnh rất là ghê rợn. Tức là lúc nhỏ cậu bị ông của mình ngược đãi, cho nên lúc lớn lên cái sự ám ảnh đó, mặc dù đã được bác sĩ tâm lý điều trị lúc nhỏ rồi, nhưng mà khi lớn lên nó lại trỗi dậy ở trong cái con người, trong cái tiềm thức của cậu này, và nó làm cho cậu này thấy những cái thứ kinh rợn như là quỷ dữ ở trong phòng cậu ta. Và luôn luôn những con quỷ đó nó có một cái giọng nói thì thầm trong tai nó là cậu ta là một người giả dối và cậu ta phải giết hết toàn bộ những người trong gia đình đi. Để chống lại cái con quỷ dữ trong tiềm thức đó thì ba mẹ của cậu Alex quyết định mang cậu đến đi trị liệu bác sĩ tâm lý, và cậu ta cũng có tự đi giải tỏa những cái bức xúc ở trong người á, bằng cách là đi đến nhà thờ và gặp một ông cha xứ, người linh mục, để mà rửa tội và để tâm sự hết những cái điều mà bức xúc ở trong lòng ra. Và nguyên bộ phim nó cũng chỉ có bao nhiêu nội dung đó thôi, tức là cậu bé này sẽ đi đến nhà thờ và xưng tội, hoặc là cậu bé này sẽ đi đến gặp bác sĩ tâm lý, và cứ như vậy. Và thực sự là nếu như mà các bạn đi vào rạp và các bạn ngủ 8 giấc dậy rồi thì cũng thấy cái thằng nhóc Alex này nó vẫn còn đang xưng tội với ông cha trong nhà thờ, hoặc là nó đang ngồi với một bà bác sĩ tâm lý và đang trị liệu tâm lý. Cứ xoay vòng như vậy cho đến hết bộ phim. Và cách giải quyết của bộ phim nó cực kỳ đơn giản, đó là cậu bé đó sẽ gọi là nhắm mắt lại, chắp tay rồi cầu nguyện, đọc cái quyển sách gì đó, mình không nhớ tên quyển sách đó, mà đọc những lời trong quyển sách đó thì lập tức con quỷ biến mất, cái vèo đó là bộ phim hết. Về mặt khâu diễn xuất thì mình thấy diễn xuất đạt nhất trong bộ phim đấy là cậu bé đóng vai Alex, và tướng tá nói chung là cũng ngon, cũng đẹp trai, diễn xuất ok. Tuy nhiên cái mình không hiểu là cái nhà sản xuất bộ phim này họ muốn hướng đối tượng khán giả bộ phim này là những người nào? Những người thích sự ám ảnh về tâm lý hay là những người thích về xem phim kinh dị có ma quỷ? Nhưng mà đối với mình thì mình không có thuộc thể loại nào trong hai thể loại đó hết. Với phim kinh dị thì mình cũng xem nhiều, và những thể loại phim mà ám ảnh tâm lý mình cũng xem nhiều rồi. Và sau khi xem bộ phim Lời Thầm Của Quỷ này thì mình cũng không thấy có ám ảnh gì hết. Bước chân ra khỏi rạp rất là thoải mái, không như là những cái lời bình luận ở trên trang IMDb là khán giả bình luận là nỗi sợ, nỗi ám ảnh sẽ theo chân bạn và bước ra khỏi rạp rồi bám theo bạn cả ngày cả đêm gì đó. Thực sự là mình không thấy gì hết. Và cách kể chuyện nó không có lôi cuốn, không có hấp dẫn khán giả gì hết. Hôm nay thực sự trong cái rạp mình coi là ở bên rạp số 3 ở bên CGV Nguyễn Xí thì có 4 khán giả, 2 bạn nữ, mình và 1 bạn nam nữa. Thì hai bạn nữ kia xem, mình cũng xem, còn bạn nam á thì bạn nó ngủ khờ khờ, mà thậm chí mình quay mình nghe tiếng ngáy của bạn đó là sâu luôn, mà các bạn hiểu là cái bộ phim này nó buồn ngủ mức nào rồi. Có lẽ là do cái con quỷ dữ trong cậu bé Alex nó thì thầm quá nhiều, cho nên nó làm cho khán giả cảm thấy buồn ngủ và bộ phim nó mất đi cái sự hấp dẫn vì cái yếu tố đó. Và vì cái một cái nữa là lặp đi lặp lại quá nhiều cảnh là cậu bé đến nhà tờ xưng tội rồi đến gặp bác sĩ tâm lý. Tóm lại, nếu như bạn muốn xem một bộ phim kinh dị mà nó làm cho bạn ám ảnh, nó làm cho bạn sợ hãi thì các bạn đã xem phim It, một bộ phim hình như ra rạp cách đây 2 tuần rồi. Còn những bộ phim kinh dị gần đây như là tuần trước mình có review bộ phim Quỷ Dữ Thức Tỉnh này, hay là lần gần đây nhất đây, hiện tại đang review luôn là bộ phim Lời Thì Thầm Của Quỷ này, thì thực sự đây chưa phải là những bộ phim kinh dị đáng xem đối với các bạn yêu thích bộ phim kinh dị. Nếu như tuần trước mình đánh giá bộ phim Quỷ Dữ Thức Tỉnh thì mình khuyên đó là bộ phim dành cho những bạn mới tập xem phim kinh dị có thể đi xem, thì tuần này với cái bộ phim mà Lời Thì Thầm Của Quỷ này mình khuyên là những bạn nào mà sợ phim ma thì cũng có thể đi xem phim này. Tại vì toàn bộ phim ngay cả yếu tố tâm lý nó cũng không có đánh bạn gì nhiều hết, và ngay cả những cái cảnh gây sợ hãi này, cái tạo hình của con quỷ này nó cũng không có nhiều gây ám ảnh cho bạn nhiều. Và chỉ có 2 cảnh đầu phim thôi là nó sẽ gọi là gây giật mình một xíu, rồi sau đó thì là những cảnh bình bình tình cảm trong gia đình, rồi thể hiện tâm lý cậu bé này nọ các kiểu thôi.
Và thêm một điều mình chia sẻ nữa trước khi kết thúc video này, đó là bộ phim Lời Thì Thầm Của Quỷ này được phát hành tại Việt Nam bởi nhà phát hành là Sài Gòn Movie. Nếu bạn nhớ kỹ, các bạn hay đọc hay là hay xem kênh YouTube Khen Phim thì các bạn biết là những bộ phim của nhà phát hành này, những phim kinh dị, cụ thể là những bộ phim kinh dị của nhà phát hành Sài Gòn Movie này thì thường là những bộ phim nó không có hay và nó không có tạo được cái cơn sốt trong những cái người những khán giả, những người yêu phim chiếu rạp. Nếu bạn thấy video này hay thì nhấn like, share và subscribe kênh Khen Phim để nhận thêm nhiều video mới hơn, và đừng quên comment cho mình ý kiến của bạn nếu như bạn lỡ xem bộ phim này rồi. Bye bye.